Ok ạ, thì em sẽ đánh giá ngắn gọn về thị trường. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi qua những cái thông tin về trong nước trước. Đó thì hôm nay thông tin mới nhất thì mình có một cái dự thảo về việc sửa đổi sửa đổi thông tư 16 liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Đó thì nhìn chung em đánh giá đây là một cái thông tin tích cực với thị trường trái phiếu nói chung, và ít nhiều nó cũng sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Đó, tuy nhiên thì để đánh giá chi tiết xem là nó thực sự có giải quyết được những vấn đề cốt lõi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp hay không, có cởi được những cái nút thắt chính không. Đó thì lát nữa sau khi mình view qua về thị trường thì mình sẽ view chi tiết phần đó. Đó nhưng nhìn chung em đánh giá đây là một cái tín hiệu tích cực hơn cho thị trường. Đó, tiếp theo là mình sẽ nhìn sang thị trường tiền tệ. Đó thì vẫn là những cái thông tin tích cực và những cái tin thì đã xuất hiện từ tuần trước rồi. Đầu tiên đó là thông tin liên quan đến việc là ngân hàng trung ương hạ lãi suất điều hành đó, và sau đó thì một loạt các ngân hàng thương mại thì họ đã dần dần hạ lãi suất huy động đó. Tuy nhiên ấy, cái nhìn chung đây là một cái tín hiệu tích cực, và trong tuần vừa rồi thì có thể là anh chị em cũng đã nhìn thấy rất nhiều những cái thống kê về thị trường liên quan đến những cái dịp những cái nhịp giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước rồi, hạ lãi suất rồi đó. Thì nếu như mọi người nhìn qua thì mọi người sẽ thấy là hạ lãi suất thì nhìn chung là một cái tín hiệu tốt, bởi vì là các doanh nghiệp này sẽ có chi phí vốn thấp hơn đó, và kể cả là những cái chi phí khi mà đầu tư vào những cái kênh quên những cái tính hấp dẫn khi đầu tư vào những kênh tài sản rủi ro nó cũng sẽ tăng lên đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề mình cần quan tâm ở đây đó chính là khi nào thì lãi suất cho vay đầu ra nó mới thực sự giảm nhiều đó, thì đấy là một cái vấn đề khác đó. Và cái câu chuyện mình quan tâm nữa đó chính là câu chuyện liên quan đến cái nhu cầu tín dụng đó. Có thể là khi mà lãi suất đã hạ rồi nhưng mà các doanh nghiệp hay là hộ gia đình này họ không có cái nhu cầu liên quan đến tín dụng, đến chi tiêu, hay là đến các doanh nghiệp thì sẽ là mở rộng sản xuất đó, thì cái dòng vốn trong ngân hàng thương mại cũng không thể khơi thông được đó. Thì cái này mình sẽ phải đánh giá thêm, mình sẽ phải chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực hơn đó. Còn nếu như mà mọi người nhìn kỹ trên những cái chart thống kê về những cái lần hạ lãi suất đầu tiên của ngân hàng nhà nước ấy, thì sau những cái lần hạ lãi suất đầu tiên như thế thì thường ấy là thị trường sẽ không thể bước vào một uptrend luôn được đó, bởi vì cái này nó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì là khi mà ngân hàng nhà nước bắt đầu phải hạ lãi suất có nghĩa là nó đánh dấu về một cái thời kỳ là sau một cái giai đoạn rất là dài đó, ngân hàng nhà nước duy trì và điều hành chính sách thắt chặt trong một thời gian dài đó, thì rất là nhiều những doanh nghiệp yếu kém đó họ không vượt qua được giai đoạn này, hoặc là họ đã có cái chất lượng tài sản hay là cái hoạt động kinh doanh suy giảm rất là nhiều đó. Và cái biểu hiện của việc là ngân hàng phải hạ lãi suất ấy thì nó chính là một cái tín hiệu đầu tiên cho cái việc là nền kinh tế đang có dấu hiệu không được tốt đó, và những cái chính sách kích thích kinh tế đã được đưa ra đó. Chính vì thế là sau khi ngân hàng nhà nước có cái tín hiệu hạ lãi suất đầu tiên ấy đó, thì thị trường có thể vẫn còn có dư địa giảm nữa, bởi vì là những lúc đó thì các cái doanh nghiệp mới thực sự là đang trong giai đoạn khó khăn nhất và ngấm đòn. Thì đấy là cái thông tin liên quan đến thị trường tiền tệ tích cực nhất trong tuần trước. Nhìn chung thì đây là một tín hiệu tích cực đó, nhưng mà nó cũng phản ánh một cái tình trạng, đây là một cái tín hiệu tích cực về mặt chính sách đó, nhưng mà nó cũng phản ánh một cái thực trạng, đó là cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thì có thể sẽ rất là xấu trong giai đoạn này. Nó cũng có thể là tiếp tục sẽ là 2023 luôn, chứ không phải là chỉ là quý 1 2023 nữa. Đó, tiếp theo một cái tin ở trên thị trường tiền tệ đó chính là lãi suất liên ngân hàng. Đó, sau khi ngân hàng nhà nước hạ lãi suất thì lãi suất liên ngân hàng cũng giảm rất là mạnh. Cái việc lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh như này thì nó thể hiện một cái câu chuyện, đó chính là thanh khoản trong hệ thống ngân hàng bây giờ nó rất là dư thừa, và đây không phải là một cái điều tốt đó. Bởi vì là tăng trưởng tín dụng em nhớ là trong những tháng đầu năm ấy thì mới ở mức là trên trên 1% thôi, nó rất là thấp, mà bây giờ đã là hơn 2 tháng qua rồi đó, thì đây là một cái mức tăng trưởng tín dụng tương đối thấp. Nó thể hiện cái câu chuyện là cái nhu cầu tín dụng như em vừa giải thích bên trên ấy nó rất là thấp, và cái dòng vốn trong cái hệ thống ngân hàng ấy, thì nó không được chảy ra các cái doanh nghiệp và đến được với các doanh nghiệp mà có hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Bởi vì là các doanh nghiệp trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn cả trong nước lẫn là thế giới ấy, thì họ rất là ít có cái nhu cầu là mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu vốn nhất thì thường là những cái doanh nghiệp mà họ cần vốn cho cái việc là cơ cấu nợ, ví dụ như là những cái bất động sản chẳng hạn đó, thì ngân hàng lại
rất là đang hiện tại đang là rất là khó khăn trong cái việc là có thể cho vay hay là hỗ trợ thanh khoản cho những cái doanh nghiệp như thế này. Bởi vì những cái doanh nghiệp như này thì nó tiềm ẩn cái nguy cơ nợ xấu tương đối cao. Đó. Thì đây là cái thứ hai liên quan đến việc là lãi suất ngân hàng giảm mạnh. Đó, thì nó đang phản ánh một cái câu chuyện là cái thanh khoản dư thừa là một tín hiệu tốt, nhưng mà cái nguyên nhân dẫn đến cái thanh khoản dư thừa này lại là do cái cầu tín dụng thấp, thì em thấy là đây là một cái tín hiệu không tốt. Và tiếp theo, chính vì cái việc là thanh khoản trong hệ thống dư thừa, cho nên là tuy là ngân hàng nhà nước của mình có hạ lãi suất điều hành trong cái bối cảnh là Fed vẫn tăng lãi suất đó, cho nên là cái tỷ giá của mình mới ở cái mức ổn được, và hiện tại thì đang trong xu hướng giảm nhẹ và tỷ giá đang duy trì ở mức thấp. Cái tỷ giá em update ngày hôm nay là dao động quanh 23.500 đồng đó. Thì vâng, thì nó sẽ không có, hiện tại đang chưa có một cái rủi ro về việc tỷ giá tăng cao đó. Nhưng mà khi mà mình nhìn ấy, có một cái chỉ tiêu mà có thể anh Linh cũng nhắc với mọi người rồi, đó cái là chính là cái swap giữa cái chênh lệch giữa lãi suất điều hành của Fed và của và lãi suất cho vay của đồng Việt Nam đó. Thì hiện tại cái swap này nó đang âm, có nghĩa là khi mà gửi tiền ấy thì cái đồng Việt Nam đó lợi suất của nó còn đang thấp hơn là đồng đô đó, trong khi đồng đô là một cái đồng mà có tính thanh khoản cũng như là thực sự rộng rãi hơn đó. Thì đây nó cũng tiềm ẩn một cái rủi ro tác động xấu đến cái câu chuyện tỷ giá. Đấy là cái rủi ro thôi, còn thực tế nó đang diễn ra là bởi vì là vì cái thanh khoản của mình đang trong hệ thống nó dư thừa, cho nên là tỷ giá vẫn neo được ở cái mức thấp và không bị chịu áp lực tỷ giá như năm ngoái đó. Nhưng mà cái mình vẫn phải để ý cái rủi ro thường trực đấy, khi mà lãi suất của mình thì đang, cái swap của mình còn đang thấp hơn là lãi suất ở bên Mỹ. Anh em mình zoom luôn ra cái này nó như này này. Đấy là gì? Do cái lãi suất của đồng đô nó cao hơn lãi suất của mình. Đấy nên là gì? Cái xu hướng là gì? Dòng tiền nó có thể là rút về bên kia, đúng không? Đấy, kiểu nôm na thì nó là như vậy, rất đơn giản. Tại sao họ dòng tiền nó sẽ luôn tìm đến những cái nơi mà gì nó cho cái hiệu suất sinh lời cao hơn, đúng không ạ? Thì khi mà cái swap của mình, tức là cái lãi suất của mình ấy, nó kém hơn của so với cả đồng đô la Mỹ, trong khi đồng đô la Mỹ nó lại là một cái đồng tiền mạnh và gì thanh khoản rất cao, thì dòng tiền nó sẽ tìm đến cái nơi mà gì nó đem lại cái lợi nhuận tốt hơn. Đó, thì đấy là cái rủi ro mà gì mà Chi đang muốn đề cập với anh em. Đúng rồi ạ. Đó, thì đấy là trả lời câu cho mọi người cái câu hỏi là tại sao Fed vẫn đang trong cái tình trạng là thắt chặt mà mình lại có tín hiệu là hạ lãi suất. Đó, bởi vì là em giải thích ở bên trên rồi, là cái câu chuyện là thanh khoản của mình đang dư thừa. Đó, và mình không chịu một cái áp lực liên quan đến điều tiết tỷ giá như trong năm ngoái nữa. Đó, thì đấy là về mặt thị trường tiền tệ trong nước. Đó, tiếp theo là để nói về thanh khoản của thị trường, thì một cái dư địa để ngân hàng nhà nước có thể hạ lãi suất điều hành nữa, nó liên quan đến cái việc là có thể là ngân hàng nhà nước họ nắm bắt được thông tin liên quan đến một số những cái deal bán như kiểu là Vinhome bán Ocean Park 2 này, hay là bán VLE này. Đó, thì hiện tại thì những cái này nó mới đang là tin đồn thôi, nó chưa chính thức. Đó, tuy nhiên thì em có nghe nói thông tin về một số những cái deal như thế này. Đó, thì nó cũng sẽ có một cái lượng đô chạy vào hệ thống. Đó, thì nó làm cho cái áp lực tỷ giá nó cũng bớt đi nữa. Đó, và một cái flow nữa thì mọi người cũng biết rồi, đó là câu chuyện mà Phu Bông sẽ giải ngân. Đó, thì trong tuần vừa rồi thì mỗi một phiên thì Phu Bông mới giải ngân khoảng trung bình là khoảng 150 không nhớ 150 khoảng 150 150.000 đó. Và dự kiến ấy thì trong tuần này và tuần sau có thể là dòng vốn này sẽ tiếp tục nâng đỡ cho thị trường hơn, và nó nâng đỡ hơn về cái câu chuyện thanh khoản của hệ thống nữa đó. Thì đấy là một cái thông tin liên quan đến vốn ngoại. Và tuy nhiên ấy, thì cái câu chuyện mình chờ đợi nhất tại cái thời điểm này là giai đoạn là 28 tháng 3 rồi, đó chính là cái câu chuyện liên quan đến kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023. Thì dự kiến thì như mọi người cũng đoán được rồi, thì là nó sẽ tương đối xấu, đặc biệt là với một số những doanh nghiệp hàng hóa thì trong năm 2022 ấy, thì cái nền kết quả kinh doanh nó rất là cao đó. Và trong quý 1 này thì chắc chắn là
khi mà cái kết quả kinh doanh nó suy giảm, trong khi đó thị trường lại hồi phục từ vùng đáy tháng 11 năm 2022 rồi. Đó thì định giá thị trường cũng từ đó mà không còn rẻ nữa, và thị trường mình thì hiện tại em đánh giá là cũng không quá hấp dẫn như trong giai đoạn cuối năm ngoái nữa. Em nhớ trong năm ngoái cái lúc mà dòng vốn ngoại vào mạnh nhất là cái PE của mình ấy, nó mới chỉ ở cái vùng là 9.5, rất là thấp. 9.5 đến 10 rất là thấp. Vâng, rất là thấp trong lịch sử. Tuy nhiên ấy, thì hiện tại bây giờ nhá, khi mà chưa có kết quả kinh doanh quý 1 thì PE của mình đã đang, em update đến ngày hôm nay thì đã đang lên cái mức là 11.75 rồi. Đó, vậy thì khi kết quả kinh doanh trong năm 2023, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023 nó xấu, cái kết quả này xấu dạng, cái kết quả xấu ấy nó ra, đó thì cái định giá thị trường thì cũng sẽ được đẩy lên cao hơn cả cái mức quanh gần 12 này. Thì đấy là câu chuyện liên quan đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận các doanh nghiệp và câu chuyện định giá. Đó thì em đánh giá chung là cái bối cảnh trong nước ấy là tốt xấu đan xen. Đó, và trong những cái bối cảnh như này thì mình cùng nhìn qua thị trường quốc tế xem nó có những cái thông tin gì. Đó thì thị trường quốc tế nổi bật nhất là mọi người cũng biết rồi, trong tuần vừa rồi và tuần trước nữa thì mình có những cái tín hiệu rất là xấu từ những cái banh nhỏ của Mỹ này, của Đức này, đó, của, nhưng chủ yếu là tập trung ở những cái banh nhỏ. Đó thì từ cái việc là những cái banh nhỏ này họ gặp vấn đề, đó thì tiền gửi tại các banh nhỏ thì đang chảy vào các banh lớn tại tại chính những cái quốc gia này, và đặc biệt là chảy vào cả cái kênh là money market fund nữa. Thì những cái quỹ như thế này thì là những cái quỹ chuyên đầu tư vào những cái tài sản, những cái giấy tờ có giá hay là những cái trái phiếu doanh nghiệp đó, và trái phiếu chính phủ. Và cái mức lợi tức như kiểu bây giờ trong cái môi trường lãi suất điều hành của Fed đang là khoảng 4.75, đó thì cái yield khi mà đầu tư vào những cái quỹ này nó cũng dao động ở vùng đó. Đó, và hiện tại là nó đang hấp dẫn hơn là cái việc là họ gửi tiền vào các banh nhỏ như này với cái lãi suất là chỉ khoảng dưới 1%. Đó, trong khi cái yield ở các khi mà gửi vào các money market fund này ấy, thì nó sẽ vào khoảng là gần 5%, quanh 5%. Đó thì cao nó hơn đang và an toàn hơn. Đúng rồi, cao hơn mà lại an toàn hơn. Đó. Thì đấy, trên thị trường tài chính quốc tế thì nó đang xảy ra một cái hiện tượng như vậy. Đó, và cái rủi ro này ấy thì đây nó vẫn tiếp tục nó tác động xấu đến cái tình hình của các banh nhỏ khác. Đó. Và từ cái rủi ro này thì trong cái bối cảnh đó và xong cái phát biểu cộng với cái phát biểu gần đây nhất của Fed về cái việc là họ chưa thấy cái kịch bản hạ lãi suất trong năm 2023 đó, thì em đánh giá là cái rủi ro đối với hệ thống ngân hàng thì nó vẫn có. Rất là nhiều người đánh giá những cái việc cái tình trạng banh run vừa rồi ấy, nó chỉ là xảy ra cục bộ ở một số ngân hàng thôi. Đó, tuy nhiên thì với em thì đánh giá của em ấy thì là cái rủi ro nó vẫn hiện hữu, và trong cái bối cảnh đó ấy, thì Fed sẽ, em nghĩ là Fed sẽ chỉ hạ lãi suất trong một trong hai kịch, khi mà một trong hai kịch bản xảy ra, một là có khủng hoảng ở hệ thống ngân hàng của họ và hai là lạm phát của Mỹ nó có tín hiệu cải thiện hơn nữa trong những cái lần công bố kết quả sắp tới. Đó thì mình cùng chờ đợi. Và cho đến thời điểm bây giờ, tính cái phát biểu gần nhất của Fed thì họ vẫn chưa thấy kịch bản hạ lãi suất ở đâu cả. Tiếp theo là cái việc là dòng vốn ETF. Dòng vốn ETF toàn cầu ấy, thì hôm nay em hơi vội, em không kịp chuẩn bị số liệu ở đây. Thì nó đang có cái tín hiệu là chậm dần trong cái việc là chảy sang các cái thị trường khác, đặc biệt là những cái thị trường mới nổi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó, trong đó có leading là thị trường Trung Quốc. Đó, thì trong cái tuần vừa rồi ấy, thì cái dòng vốn ETF này đang có tín hiệu rút ra tại thị trường Trung Quốc rồi, và thị trường Trung Quốc ấy thì nó đang làm cái leading cho những cái thị trường mới nổi ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Đó thì từ cái thông tin này ấy, thì cái đánh giá của em ở đây đó chính là có một cái rủi ro bắt đầu xuất hiện với cái việc là những cái quỹ như thế này họ cũng bắt đầu e ngại hơn với lớp tài sản rủi ro như là chứng khoán. Đó, và họ sẽ tìm đến những cái kênh an toàn hơn như kiểu trái phiếu chính phủ chẳng hạn. Đó, thì đấy là một cái rủi ro khác. Ngoài ra thì cái việc đánh giá cái rủi ro tại thị trường Mỹ bên trên đó thì nó sẽ dẫn đến một cái rủi ro về việc là trong đầu em vẫn luôn có cái rủi ro liên quan đến việc là sẽ có pha giảm mạnh tại thị trường quốc tế. Và tuy là hiện tại bây giờ nhá, tình hình trong nước của mình vẫn đang tốt hơn thị trường quốc tế rất là nhiều, nhưng mà khi thị trường quốc tế có những cái pha giảm mạnh
và cái tình trạng bán tháo đó, thì dòng vốn đầu tư ấy họ sẽ thấy được câu chuyện là tại những cái thị trường có pha giảm mạnh đó thì rất dễ sẽ xảy ra cái tình trạng là panic sell. Như trong giai đoạn là cuối năm ngoái của mình, cuối năm 2022 của mình, và khi đó thì những cái thị trường mà xảy ra những cái pha giảm mạnh đấy nó sẽ quay lại cái vùng định giá hấp dẫn hơn, và trong khi là thị trường của mình vẫn không có gì thay đổi chẳng hạn, chưa giảm thì nó là gì, tạm thời là đắt hơn, đúng rồi ạ. Đấy thì dòng vốn nó sẽ có một cái sự luân chuyển như thế. Thì hiện tại cái đánh giá của em là nó có một vài những tín hiệu rủi ro như vậy đó, và từ những cái đánh giá này thì nhìn chung cái đánh giá của em về thị trường ấy, thị trường của mình hiện tại thì nó có rất nhiều những cái, tuần nào mình cũng sẽ đón nhận rất là nhiều những cái thông tin mới, và những cái tin như này thì nó sẽ có tốt có xấu và nó đan xen nhau. Chính vì thế là cái phong cách cũng như là cái lời khuyên của em, là cái phong cách giao dịch của em trong giai đoạn này là thường em sẽ không giao dịch theo tin, và em sẽ đợi thị trường phản ứng sau những cái phiên đó, em sẽ không mua hay là bán ngay sau cái phiên mà có tin ấy đó. Bởi vì là những cái khi mà có một tin tức như vậy thì mình rất là khó để ngay lập tức đánh giá được thị trường nó sẽ hấp thụ cái tin đấy như nào và nó sẽ phản ứng ra sao, nó có thực sự tác động tích cực đến thị trường nói chung hay không, hay nó chỉ là một cái thông tin liên quan đến một cái thông tin nó không tác động nhiều chẳng hạn đó. Thì cái cách của em là thường em sẽ đợi thị trường phản ứng, nếu như nó là một cái thông tin tích cực thật đó thì chắc chắn là thị trường sẽ có một nhịp tăng mạnh và mình không cần phải là vào ngay cái phiên đó đó. Còn nếu như mà thị trường sau khi đánh giá lại nó không tốt như vậy, nó không phải là một tin tích cực đến thị trường như thế đó, thì chắc chắn là thị trường sẽ quay đầu thôi. Và thường là trong những giai đoạn như này ấy, thì thứ nhất là em sẽ không giao dịch quá nhiều theo tin tức và em sẽ đợi thị trường phản ứng sau đó để giao dịch. Bởi vì là trong cái thời điểm thị trường như bây giờ ấy, thì em đánh giá là thị trường không có nhiều những cái thông tin có thể hỗ trợ cho đà tăng giá mạnh được, và kịch bản của mình vẫn là thời điểm hiện tại thì vẫn là index sideways biên hẹp đó, thì mình cũng không từ gì phải mua trong những phiên hưng phấn cả. Thì đấy là cái chia sẻ ngắn gọn của em.